Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món chuối ngào đường, một món ăn vặt được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Để làm được món chuối ngào đường này, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 5 quả chuối xanh, 1 thìa canh muối trắng, 100g đường cát trắng, 1 thìa canh vừng hay còn gọi là mè, 1 củ gừng, một ống vani và một quả chanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một chậu nước. Mình sẽ cho muối mình đã chuẩn bị sẵn vào trong chậu nước và khuấy cho muối tan ra. Tiếp theo mình sẽ vắt nửa quả chanh vào trong nước. Mình sẽ gọt bỏ đi phần vỏ chuối. Chuối rất là nhiều nhựa các bạn. Các bạn không nhất thiết phải gọt bỏ hết đi cái phần vỏ xanh bên ngoài đâu nhé. Sau khi gọt bỏ vỏ thì mình sẽ cho vào chậu nước chanh muối này và ngâm chuối cho chuối khỏi bị đen. Các bạn cứ làm như vậy đối với những quả chuối còn lại nhé. Tiếp theo thì mình sẽ thái chuối ra thành các cái lát mỏng. Các bạn dùng cái con dao nạo này. Các bạn thái chuối ra thành các cái miếng mỏng như thế này nhé. Và đây là phần chuối sau khi mình đã thái mỏng. Mình sẽ để chuối ngâm trong nước chanh muối này khoảng chừng 30 phút cho chuối ra hết cái phần nhựa nhé. Phần gừng thì mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Mình sẽ cho vào máy xay sinh tố cùng với khoảng 50ml nước và xay nhỏ ra. Và đây là phần nước gừng mình thu được. Các bạn lọc bỏ bã đi, mình chỉ sử dụng phần nước gừng thôi nhé. Chuối sau khi ngâm được khoảng chừng 30 phút thì bây giờ mình sẽ mang chuối đi rửa lại với nước lạnh. Các bạn rửa chuối khoảng 2-3 lần với nước lạnh. Sau đấy các bạn để cho chuối thật ráo rồi mới mang chuối đi chiên nhé. Trong quá trình rửa thì các bạn rửa thật là cẩn thận vì chuối rất giòn, rất là dễ bị vỡ, bị gãy. Chuối của mình đã ráo nước rồi, bây giờ mình sẽ mang chuối đi chiên nhé. Các bạn cho dầu ăn vào chảo và đun nóng dầu ăn lên. Dầu ăn của mình đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho chuối vào chiên. Các bạn chiên chuối ở lửa vừa nhé. Chiên đến khi miếng chuối của mình vàng là được. Các bạn chiên cho đến khi miếng chuối của mình bắt đầu vàng và giòn cứng như thế này là được. Mình sẽ gắp chuối ra một cái rây để cho ráo dầu nhé. Và mình sẽ tiếp tục chiên phần chuối còn lại cho đến hết. Và đây là chuối sau khi mình đã chiên hết. Bây giờ mình sẽ cho đường vào trong một cái chảo và cho vào cùng với đường khoảng 50ml nước. Mình sẽ đun cho phần nước đường này sôi lên và cho đường tan hết ra.
Khi nước đường đã sôi, đường đã tan hết thì mình sẽ cho nước gừng vào. Phần nước gừng này các bạn có hay không có cũng được nhé, tùy theo sở thích của mình. Cho nước gừng vào thì phần chuối ngào đường của mình sẽ thơm hơn đấy. Và mình sẽ cho một ống vani mình đã chuẩn bị sẵn vào cùng luôn. Các bạn đun ở lửa vừa cho đến khi nước đường cạn lại mà các bạn tách hai cái đũa ra, nó có độ keo dính là được nhé. Khi nước đường đã đặc hơn keo dính, có độ keo dính lại thì mình sẽ cho chuối vào và cùng. Các bạn đảo đều lên để cho chuối ngấm đều đường nhé. Lúc này các bạn để nhỏ lửa xuống và đảo thật nhẹ nhàng để tránh làm vỡ chuối nhé. Các bạn đảo thêm một lúc thì đường sẽ khô và bám đều lên trên miếng chuối này. Mình sẽ tắt bếp và rắc lên trên chuối một chút gừng. Là món chuối ngào đường của mình đã hoàn thành rồi đấy. Bây giờ mình sẽ gấp chuối ra đĩa và để cho chuối nguội nhé. Và đây là thành phẩm của mình các bạn ạ. Mình đã có một đĩa chuối ngào đường vô cùng hấp dẫn rồi đấy. Rất là thơm, thơm vị của gừng, của vani. Các bạn muốn miếng chuối vàng giòn hơn thì các bạn có thể chiên thêm một lúc nữa nhé. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Wow, chuối rất là giòn và rất là thơm. Thơm vị của gừng các bạn ạ. Và có độ ngọt vừa phải. Các bạn có thể điều chỉnh lượng đường tùy theo khẩu vị của mình nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món chuối ngào đường rồi đấy. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với công thức làm món chuối ngào đường này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.